ba bách này, ba bách. Ủa, bắt được súng nó khỏe đấy. Bé mệt. Nó sẽ lại hết thằng. Không có một cái cơ hội. Ui, có đạn súng đạn nữa, cay thế nhở. 120 nhá, Ori. Bóng mít được này, bóng mít được. Sống bóng gì đấy? Con mẹ! Trong bom rồi, trong bom rồi. Yeah. Sống đạt đi. Sao sống đạt gì đấy thế anh? Bên phải kìa. Đấy kìa. Khôn với ông nội nhà mày. Mẹ mày. Về với AB đây. Anh thấy leo trong B rồi. Mọi người nhìn map kìa. Mọi người nhìn thấy không? Đấy, thấy rồi. Ui trời, nhìn mẹ. Nhìn đây. Flash này là vào gần nó mới hiện đúng không? Mẹ một cái bẫy ở đây thì cho cái tường đây là thôi là định đi thật chưa, cho một thằng chạy qua đó là mình hiếp thằng chạy qua thì anh ạ, đúng không? Lấy OP đá bách đi, mẹ khẩu súng nó khỏe đấy, bé mệt. Nhìn anh biết cái anh mệt quá, mệt quá. Một móc sau lưng anh hay sao ấy? Cái tường làm nào biết được kích hoạt rồi nhở? Nó vừa lên bom về đấy, đỏ kìa, đỏ kìa, cái tường đỏ kìa. Tường đỏ mà. Cắt vít luôn, diễn vít luôn đi bom ơi. Chắc chắn đây, đây rồi đấy, à. Nó diễn anh, hết thằng. Không có một cái cơ hội. Hay không các bạn? Hay không? Hay đấy. Mẹ ui, hai cái bẫy con này khỏe vãi luôn ở cái map này anh em ạ. Hai cái bẫy khỏe đấy. Ba. Dẹt gì đây anh ơi? Mẹ đéo ơi, và mắt là mù quá. Mẹ. Mít cuối, cẩn thận nha, radar nhá. Leo yếu lắm rồi. Có thể vào túp được đấy. Em bỏ, không bỏ, em bỏ. Có thể vào túp được đấy. Em bỏ VA này. À, bom rơi đúng không? Bom rơi mà. Bom rơi mà. Bom rơi B mà, bom rơi B mà. Cẩn thận đây, túp rồi anh em. Đây để anh lên túp. Con mẹ, anh em ngáo à? Leo đây, đây. Cái gì cho mày đâu? Lên ơi. Túp chết. Ôi cái mà điện ngay. Leo không kê một cái gì đâu mày mà. Bảo cứ đứng sau lưng rồi. Thì anh bảo mệt mà, cho anh nghỉ ngơi chứ. Flash và lộ thì nó có tiếng gì à, Lydic? Nó có tiếng à, có chu. Không có tiếng, không có tiếng. Ulti đi. Đây đây đây, anh ping rồi. Ô, sùi sùi sùi. Ra ngoài kìa. Ô, sao lại tao chết? Đéo biết đây nha. Còn mẹ. Ô, tao chết thì kia đéo chết mà. Còn mẹ. Điều của ai. Ô. Ui, có đạn súng đạn nữa, cay thế nhở. Nó tận lục ơi, nó tận lục ơi, tranh thủ anh em ơi, anh ulti trúng nhiều lắm. Tận lục. Không làm gì đâu anh ạ. Mẹ tao ăn vô. Ở trên luôn đi, cái trên luôn đi, cái trên luôn đi, đừng 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 mất thời gian nữa. Spike planted. Trời sự khó chịu. Đấy à? Khó chịu đấy à? Ulti của đấy đẹp lắm rồi đấy. Mẹ dính 5 thằng vào. Smoke đi. Smoke cho em đi. Spike down. Con mẹ. Lắm rồi. Ôi anh ơi. Rồi thôi, anh nhìn đi, anh nhìn đi hết rồi. Nó cầm sub hai. Dưới chân nghĩa. Bách sai thôi. Bằng. Ai. Bắn vào đâu rồi, vẫn bị thằng nào nuốt mất. Switching side. Mít đẩy à? Hai mít đẩy. Ui, đéo phải hai. Ai lại cứ lên về đây. Anh Leo à? Lật vai lần ạ. Bắn đi. Còn mẹ. Vẫn trốn cuối được không ạ? Anh không lật, anh lặn lách. Đua xe.
Last player standing. Spike down mid. Cái con xe của em nó bắn vãi luôn, em cũng nhá vãi. Đâu, quả đấy là đang anh mới ra đến đây thôi, xong mày giật về luôn. Vậy anh cứ giật về xong anh không ra nữa ấy. Con xe giật gần, giật gần. Lại mít tiếp này. Con mù. Hai mít nhá, hai để anh ra. Hai, đinh đinh đinh. Lấy lấy ao lo bắn ngược lại. Móc ba, móc ba, móc ba. Móc ba, móc vẫn đặt bom à? Rồi. Lần cuối thấy là ba thằng ở cùng một chỗ nhá. Rồi, xây thay đạn đi. Thay đạn lách ra quả smoke mà bắn. Smoke thêm quả nữa đi, smoke thêm quả nữa. Như này á? Ôi, sao có lâu lâu hai viên mà. Chẳng được 9 à. Quen. Bắn kia nữa đi. Phải thịt đấy. Ao lo hai viên mà, léo. Quen quen, đọc đọc, đọc ma số ấy cả. Này, anh check tại thủ vàng này. Ấn nhầm nút. Ơ kìa, qua kìa. Bên trái sao đúng không? Còn mẹ. Nó lục ơi, nó lục ơi, ăn được anh em ơi, nó lục, nó lục. Ui, 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 tôi xong rồi. Ui. Có một khẩu lục ạ. Đấy là quần. 120 nhá, Orin. Smoke mid được này, smoke mid này. Ờ, smoke đi. Smoke béo. Smoke gì đấy? Con mẹ. Bận lắm, anh kéo lắm. Nó đéo che được cái chỗ nào luôn mà. Flash này, đi đi coi. Dính 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 dính. Có dính. Nó chạy về rồi anh ạ. Hai thằng. To run. No peeking. Kê đi. Hà Nội nó thế nó bắn trung bình nhỉ? Leo ơi cho thêm một smoke beat được không? Leo ơi. Được anh ơi. Ê, để á? Bé smoke toàn hở đấy Leo. Bằng. Mới bên đẩy nữa hay sao ấy? Anh nghe tiếng. Kìa ơi. Em cung anh bảo em lên thì ra bắn cùng anh thôi. Em biết rồi, em cung đã. Thế là nào? Con này bắn tấn công em khó thật. Em đi chung. Ông con này bắn tấn công khó vãi luôn rồi đấy. Ai cũng ulti này. Mẹ đi đi vào gần A, anh ulti chết con mẹ à mà chúng nó rồi anh em vào ăn thôi. Nhảy nhảy nhảy. Anh em chạy vãi luôn rồi. Kìa, cái gì đây? Gần nhá. Nào chuẩn bị đây. Này ulti này. Đi luôn đi luôn đi luôn. Móc phá. Chạy trong bách sai. Anh đổi được 2 thôi. Em đều lên kịp. Sao nó lại ở trong bách sai? Mẹ. Bằng. Lát này. Mít một. Xui xui đi. Ơ. Lại bị spam của smoke chết rồi. Còn mẹ. Mẹ con này. Khó bán vãi. Tướng đông bụi. Hai cái bẫy con này khỏe vãi. Cái mắt này anh em ạ. Anh check thủ vàng con này. Hả? Em. Okay. Ôi, mẹ nhầm nút chơi. Giữa đang rồi mày nhá. Cái gì đấy? Em ra bắn nhau thì bảo tiếng. Anh nghĩa phải bắn tên nhiều lắm rồi. Nếu một ai nói gì mẹ. Luôn. Con này bên tấn công chơi khó thật, kiểu đéo có cái gì ấy. Đồ setup nhưng đéo có tác dụng ấy, nó phải là gì nhở? Mày phải chiếm được bom mà cái đồ nó mới dùng được ấy. Khó chơi hơn cả deadlock. Cái E của nó là biết được địch ở đâu nhưng mà biết là có địch thôi, giống như ở Chim Sky ấy. Chứ đéo biết được là địch ở đâu, nhưng Counter-Cypher vẫn lợi hơn. Lại còn mù cả bên mình nữa. Cái tường của nó thì mẹ, cái map vừa rồi nó đu dây qua đéo có tác dụng gì được. Cái tường nó đéo dài lắm các bạn ạ, tường nó đéo che được hết một đường ấy. Tôi đánh giá con này là con bằng. Mất mẹ 2 slot Sentinel rồi. Sắm xe.
Con sẹt, map này hẹp này, map này chơi con này được này. Mẹ làm lại lần cuối này. Ok. Hay có lên lít. Ôi hay lít đấy. Sâu 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 lít đấy. Hay hay hay. Đây. Khổ quá chắc mùa. Chơi. Em chờ rồi đây. Em hồi máu em đừng em chờ. Chờ cái gì ra bắn nhau. Kệ. Này em là 4 giết 101 rồi. Có cái quyền. Đang muốn đây. Ui con này. Rồi tao hiểu con này rồi. Đây map này tao bắn cho con này. Xách cả khoa luôn này các bạn ơi. Anh cho leo một cái cháp. Mẹ mày thì thôi vãi lắm. Có cái C ở đây này. Mẹ mày. Ui đúng rồi. Ui đặt bom bố bật lên rồi đúng không? Ui. Ôi bỏ. Nó lên này. Anh em chuẩn bị ra bắn nhau này. Về đi. Ôi đéo solo luôn có một thằng thôi. Ôi. Cái tường mà. Mẹ nó bắn bay. Anh có chói cho quỳ được. Anh cho quỳ được đi bên nhá, mình thích. Có đấy, đây. Cho quỳ này. Được. Ôi, nét vào. Go luôn. Cuối. Bên phải. Phải cuối. Hai. Mất giáp. Anh em. Hai. Em mất giáp không? Mất mấy rồi anh em? Mất mấy rồi? À. Một lần giáp là hai máu rồi. Nhớ ơi, đừng vào trong bom. Về city đi. Cho nó chiếm đi. Mình ulti mà. Anh có cả flash đây này. Anh ulti rồi anh flash đúng không? Anh em cứu. Đóng cửa nhá. Ulti này. Chạy về đi. Giá thêm đồ vào người đó. Đúng rồi. Mẹ mày có sơ tinker bắt nạt mấy thằng classic game mà. Mẹ ulti trốn hết. Mẹ. Hai. Chỗ anh một à. Nào. Flash đây. Ui, mua ông Lyric. Em thấy nó hơi nháy nhưng mà em chết rồi. À, thế à, anh về B một round này. Anh có linh cảm mà đánh B. Anh sẽ kết hợp với Leo rồi. Đây. Anh tưởng này. Con mẹ mày. Ui, có lát này thì mình gió mù em ơi. Em biến vào mid. Em ca bắn rồi. Không có B anh ơi. Bang. Nhằm nhìn mít tiếp đi anh ơi, nhìn xíu cho không nghe. Ôi không, có một thằng qua thôi. Còn lại chưa qua được, anh có tường mà. Em biết rồi. Cái tường của nó trông như bìu. Ôi, spam hết đạn, nó vào rồi anh em ơi. Trong bom rồi. Yeah. Sốc đạn đi, sao sốc đạn từ đấy thế anh? Bên phải kìa, đấy kìa. Trong bom cuối. Hai. Sâu đạn của thế anh phát luôn. Ấn nhầm. Mới sinh một cái anh tát rồi. Nó lùi rồi. Ê, xuống lại luôn này anh bom ơi. Ờ. Tát nhẹ thôi. Bay ra, đi mê một. Ờ, ok. Sao không có đâu, sớm mốc B-Link. Tất cả ở B-Link và bộ B-Man. Mù dính. Có được trên đường. Ôi, cứ check bên kia đi. Ôi, leo bò vào kia đẹp rồi. Giấu tên đã huy sen 10.000 đồng. Chết mẹ mày. Khôn với ông nội nhà mày à. Mẹ mày. Với AB đây, anh thấy leo trong B rồi. Mọi người nhìn map kìa. Mọi người nhìn thấy không? Đấy, thế rồi. Ui dồi, chết mẹ. Mày nhìn đây. Vẫn nhìn mày. Thàm thế. Đẩy vào đâu ngồi im lại. Ê, anh bảo kia này, kia ơi, kia
ăn trầu lên nhá. Anh bắn cung nó phải phá cung nó xuống đời. Cái phá cung này em anh bắn ra hậu quả cung tí. Anh flash cho mày được không? Anh flash này xuyên tường cho mày này. Cứ lên đây, cứ lên đây nhá. Đi lên. Đừng sợ. Sợ đi về. Anh chuẩn bắn cung này. Flash này, dính. Bay kiểu gì đấy? 2B. Hơi nạch. Lại đi, lại đi. Flash này. Nó mù. Đấy, nó mù, đúng không? Mày nó dồn hai thằng vào đấy là ăn kinh nhá. Thật, mày qua đây từ từ đi. Anh chói trước rồi mày hết. Anh chói. Anh ném cái C trước. Mày đếm 2 3 giây rồi mày hãn ấy. Đúng không? Ném. Đấy. Chạy em ơi. Anh flash nó được. Tuổi anh em anh ơi. Mít bóng anh kìa. Cái gì đây? What? Một mít mẹ. Con mẹ bị bắn vào gáy của đau thế. Con mẹ rõ ràng thế một ông đồng đội đi đây. Một ông ở đây. Con mẹ nó vào đây nó bắn vào gáy tao. Mẹ vãi lòng làm sao tao biết được. Thì biết là mít ở đây cơ mà. Mẹ mày, hai anh mày đứng ở hai bên đi. Trước Long Châu ở hai bên đi. Mẹ nó vất vả nó ám sát được Ba Thành Thiên rồi. Còn mẹ cay thật. Mình tên sao mít nhá. Flash check lại, flash check lại này. Comment bên A. Có. Có một. Một nước. Ta sẽ phơ ở B. Xe rồi, sang bên kia. Đây này. Rồi. Leo sủi nhanh thế. Rồi làm được. Rồi có đủ giáp. Ui, ulti. Không sao. Ulti đây. Đi đây. Vào. Chết. Anh khách xếp đi, không còn cung đâu. City. Còn sống không? Nó flash kìa, nó flash làm sai kìa. Khách smoke anh ạ. Ui. Đây, nó không ạ. Bing rồi. Wingman không ạ. Mà đang gỡ sao em? Rồi. Wingman không ạ. Từ. Ôi hay, cuối đang gỡ. Smoke qua smoke đây là được. Smoke đi. Rồi, bing rồi. Cứ smoke cái map này thôi, cái map này dễ gỡ, dễ smoke lắm. Có chơi thật sự rồi. Con này bắn bên tấn công khổ vãi. Ê. Con deadlock cái cháp của nó đặt dễ hơn đi. Con này cái C của nó khó đặt thế.